Diễm Thi và Chân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi sẽ mở đầu bản tin sáng thứ ba ngày 19 tháng 6 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Việt Nam tân trang vỏ thép cho tất cả tàu đánh cá bằng gỗ. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn tập trận lớn nhất xưa này. Kính thưa quý vị, Việt Nam có kế hoạch chuyển những tàu đánh cá bằng gỗ của ngư dân thành những tàu đánh cá vỏ thép. Tin do báo mạng Info đưa ra hôm qua nói về kế hoạch mà chính phủ Việt Nam giao cho tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinasin Viện trưởng Viện Kế hoạch Công nghệ Tàu thủy Việt Nam, ông Đinh Khắc Minh cho biết, không phải chỉ thay vỏ thép mà tàu mới sẽ được trang bị những máy móc hiện đại, công suất từ 400 mã lực trở lên. Những tàu này đáp ứng đúng tiêu chuẩn về môi trường, an toàn cho ngư dân khi đi đánh bắt cá xa bờ. Hiện nay tại Việt Nam có gần 25.000 tàu đánh cá vỏ gỗ cần phải tân trang thành tàu vỏ thép. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho chương trình thí điểm này là 120 tỷ đồng Việt Nam. Xin được nhắc lại, khoản lỗ mà Vinasin gây ra được chính thức công bố trước đây là chừng 80.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, vụ tai tiếng bạc Hy Lai gây hại lớn cho đất nước và thanh danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tân Bí Thư Trùng Khánh Trương Đức Giang thừa nhận điều đó trên đài truyền thanh Trung Quốc ngày hôm qua. Ông cũng cho rằng thêm vào đó, những vụ Vương Lập Quân, Neil Hewitt và việc ông Bạc Hy Lai vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng còn tác động mạnh đến tiến trình cải cách và phát triển của thành phố Trùng Khánh. Vụ tai tiếng từ chuyện cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Mỹ đến việc doanh nhân Anh quốc Neil Hewitt bị đầu độc và biện pháp kỷ luật đảng đối với cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai được nhận định là đang gây chia rẽ ở những cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những vụ này gây tai hại cho hình ảnh đoàn kết mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cố duy trì trước khi có sự chuyển giao quyền lực trong kỳ Đại hội Đảng sắp tới. Bắc Hàn lên án Hoa Kỳ tăng cường lực lượng quân sự tại Đông Bắc Á và thề sẽ củng cố lực lượng bằng mọi cách. Lời đe dọa được nêu ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tăng cường khả năng ngăn đe bằng vũ khí hạt nhân trước tin ba nước Hàn, Nhật, Mỹ sẽ tập trận chung từ thứ năm tuần này. Thứ năm là ngày khởi sự cuộc tập trận chung bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ và Hàn Quốc diễn ra tại Pohang, phía đông bắc thủ đô Seoul. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng thông báo sẽ tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tiên trong hải phận phía nam bán đảo Triều Tiên trong hai ngày thứ năm và thứ sáu. Cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran đang diễn tiến trong hai ngày nay tại Moscow. Các nước có vũ khí hạt nhân gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh cũng như Đức cùng Iran tham gia vòng đàm phán nhằm giải quyết những mâu thuẫn về chương trình hạt nhân của Tehran. Giới ngoại giao và chuyên gia cho rằng không chắc có thể đạt được tiến triển gì trong vòng đàm phán lần này đã có hai vòng đàm phán kể từ hồi tháng 4 vừa qua sau 15 tháng ngừng trệ. Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đã áp dụng biện pháp cấm vận nhập khẩu dầu từ Iran nhằm buộc Tehran tái tục đàm phán. Phía Iran thì vẫn nói không từ bỏ quyền làm dầu uranium vì mục tiêu dân sự hòa bình. Ứng cử viên của tổ chức huynh đệ Hồi giáo tuyên bố thắng cử trong cuộc đầu phiếu bầu tổng thống tại Ai Cập cuối tuần qua. Truyền hình quốc gia Ai Cập hôm qua cũng lan tin kết quả kiểm phiếu sơ khởi cho thấy ông Mohamed Mursi đang dẫn đầu. Trong khi đó, thì một viên chức phụ trách chiến dịch tranh cử của cựu thủ tướng Ahmed Safif được các tướng lãnh cầm quyền ủng hộ lại tuyên bố kết quả cho thấy ông Ahmed dẫn đầu số phiếu mới kiểm. Hai bên đang tranh chấp về hiến pháp sau khi nhóm cầm quyền tuyên bố giải tán quốc hội có đa số dân biểu thuộc tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập gây phân hóa lớn tại nước này sau khi tổng thống Mubarak bị lật đổ. Một bên là nhóm quân đội chống lại chương trình của tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Bên kia là những người ủng hộ tổ chức này không muốn ông Safib nắm chính quyền. Ông Safib là cựu tướng không quân và cựu thủ tướng dưới thời Mubarak, được coi như thuộc phe quân đội. Nếu cầm quyền sẽ được coi là sự trở lại của chế độ cũ. Đến ngày 21 tháng 6 này mới có kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ avtinhviet net Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ á châu info Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Diễm thi và chân như xin kính chào tạm biệt quý vị.